Bây giờ đi xuống xe được nha mọi người, tại vì người ta gặp người ta cũng có xuống xe để người ta quay phim nè, tại vì chưa có xe lưu thông nhiều đó, nên người ta ghé lại người ta tham quan ha. Đó mọi người thấy là hai cái cầu nó nằm song song luôn nha. Đó. Nó rất là đẹp nha. Đó. Đã chưa? Ừ. Còn cái cầu bên kia nữa kìa. Thấy không? Chỉ có xe hơi được lên thôi nha mọi người, còn xe máy là không có được lên nha. Đó. Cái cọng dây cáp nè mọi người. Dây cáp bự nè. Chà bá luôn. Có bự không? Đó thì người ta tới đây người ta cũng chụp hình quay phim rất là nhiều nha mọi người. Đó thì người ta đi ngang đó thì người ta sẽ ghé vô để mà người ta chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm nha. Đó, đây, bờ sông nè. Đó, chiều hoàng hôn nè. Thấy không? Rất là đẹp nha. Đó. Đó thì trên kia người ta vợ chồng người ta cũng đứng xuống để mà người ta chụp hình quay phim chiêm ngưỡng cái mùa Tết đó mọi người. Đó. Đó. Quá trời đẹp ha mọi người. Mọi người thấy không? Quá trời đẹp ha mọi người. Đó, còn cái cầu kia thì nó nằm mép bờ bên kia nha. Đó, thấy không? Đó cầu kia đó, hai cầu nằm cặp luôn. Quá trời đẹp. Trải nghiệm cầu Mỹ Hưng 2 nha mọi người ơi. Có ai đi ngang đây thì để biết cái cầu Mỹ Hưng 2 nha, hai cây nằm cặp luôn nha. Cái cầu Mỹ Hưng đầu với cầu Mỹ Hưng 2. Đó. Thấy không? Rất là đẹp. Đó, đó rồi hướng xuống là Sa Đéc, thành phố Vĩnh Long nha mọi người. Thấy không? Đó, mọi người thấy xa xa bên kia cũng có cái ngôi chùa nữa nè. Đó, chùa rất là đẹp nha. Ở đây nhìn thấy ngôi chùa nó luôn nè. Đâu? Đó. Ồ, ha, chùa đẹp quá. Tháp đó. Đó, thấy chưa? Dục tôi đi để em hồi chạy lũng bánh. Dục tôi lăn can đó. Đó mọi người thấy không? Rất là đẹp. Này mình nghĩ chắc hồi nữa lên đèn còn đẹp dữ nữa đó. Này chưa có lên đèn nè. Cái anh chị ta chưa có hay á. Đó thì tài xế nào đi ngang đây cũng cầm cái điện thoại lên để quay phim cho mọi người. Tài xế nào đi ngang đây cũng cầm cái điện thoại lên để quay phim cho ha. Rồi thì chia sẻ cho anh em đi anh chị. Để anh em đó, rồi mọi người chia sẻ quy giáo cho Minh Tăng nha. Để cho người ta biết cái cầu Mỹ Hưng 2 nha mọi người. Hai cây nằm cặp luôn song song luôn, cây kia cây cũ bên đây cây mới nha. Rồi thôi thì Minh Tăng xin chào mọi người nha. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe làm ăn phát tài nha. Đó mọi người thấy không? Đó, cái bản là hướng một hướng đi về Cần Thơ, một hướng đi về Vĩnh Long nha. Đó, bản này đó là cái cầu Mỹ Hưng 2, nó nằm cái đường đi lên cầu là cái đường xích dưới một chút nha mọi người. Đây là cái bản Cần Thơ nè, Mỹ Hưng Cần Thơ nè. Đó thì cái cầu Mỹ Hưng 2 này rất là đẹp, rất là lớn nha mọi người. Đường dưới là đường lên cầu Mỹ Hưng 2, đường này qua Cần Thơ nè. Đó, thấy chưa?
cầu vượt này nè, đó là đi xéo ngang lên trên đó đó. Đó, Trung Lương Nguyễn Hận nè, có để bảng này không? Cho đi rồi đó. Giờ là trên đây người ta đang làm lộ rồi nè. Làm chưa có hoàn thành xong nha mọi người. Đó, thấy chưa? Có người ta đi bộ nó được người ta. Nó đi bộ được thì mình sao không đi bộ? Đó, ta đi bộ tham quan chia sẻ cho mọi người ha. Hôm nay có xe máy trên đó nữa kìa. Thì lưu thông thì hôm nay là ngày thứ 2 thôi anh chị. Để chia sẻ cho mọi người hôm nay lưu thông như thế nào. Tuyến đường này bây giờ người ta đang đi lên nha mọi người. Cầu mới quay chia sẻ cho người xem nha. Cái đường này lên đây là cái cua nè. Thì hai bên lề anh chị đã thấy ha. Thì cũng khác lạ hơn những cái cầu khác ha. Rất là đẹp nha mọi người. Hai bên lề nè, quá trời đẹp luôn. Có xe máy, luôn. Có xe máy, có xe đạp đi nữa kìa. Chắc cho đi thử đấy. À. Nó bị khùng gì á, xe đạp kìa. Xe đạp kìa. Đó, mọi người thấy cầu rất là đẹp không? Đó, trời ơi, mọi người đó. Hay anh chị, khá là đẹp ha anh chị. Đó, mọi người thấy đã chưa? Cái cầu bên đây là cái cầu nhỏ nha. Hai ông bà nữa nè, hai ông bà đang đứng nè. Hôm nay là nghe hay là cho lưu thông đó anh chị ơi. Đây qua 80-60 nha mọi người. Đó, hai cầu đá nè mọi người ơi. Quá trời đẹp luôn. Chạy thiệt chậm thôi. Cầu đá chưa? Cầu đó là cầu cũ, còn cầu này là cầu mới nè. Đó, hành trình bữa nay chạy ngang cầu mới khám phá cho người xem nha. Đây là có một bên là ba làn đường nha mọi người. Đó, một làn đường khẩn cấp với hai làn đường chính giữa. Ôi, cầu này bự hơn bên kia ha. Cầu bự rồi. Đẹp quá. Đẹp nè. Nhìn rồi. Nhìn đá mắt thiệt chứ. Hết biết cầu bự rồi. Chạy này qua đây ngồi sẽ chạy lên phố luôn. Ồ, người thấy chưa? Đã chưa? Ôi ôi cậu đẹp này thôi. Khủng khiếp cầu thiệt chứ. Nhiều tỷ, đừng nói nhiều tỷ vừa nè. 50 tỷ, 5 ngàn tỷ. Trên 5 ngàn tỷ anh. Trên 5 ngàn tỷ mọi người. Đó, cái này là báo đài có nói ha. Đây là mình đi thực tế nè. Trụ cầu nè, trời bự. Khủng khiếp thật chứ. Đường bóng hới vậy không? Đường mới chát luôn. Mà chưa có hông xe hông nha mọi người. Đó, đã không? Đây là một người đi thử thôi. Quá trời cầu đẹp. Ở đây là giữa cầu rồi nè. Đó. Trải nghiệm cầu Mỹ Thuận 2 mới nha. Dây cáp nhìn cũng rất là đẹp luôn. Có xe chạy lai gai nha mọi người. Lại xuống dốc nè. Nó nằm cặp với cầu kia luôn. Nằm cặp với cầu cũ luôn nha mọi người. Đá hả? Đá không? Rộng thênh thang. Tuyến đường đá hết. Cầu này đúng là rộng thật. Nhất luôn. Bự ha. Đó, mọi người thấy trên nhìn xuống đá không? Rất là đẹp ha. Đường làm cái chỗ nào cũng đẹp chân mọi người. Ngon lành luôn. Bên là 3 làn đường, hai bên là 6 làn đường. Đường này là đường cao tốc nên là xe chỉ có xe hơi chạy vô được thôi, xe lớn chạy vô thôi. Đây để là thông tin giao thông. Chắc mới là cho chạy thử hả? 90-60. Mình đây là 90-60. Được chạy 90. Trên cầu thì 80-60.
nay là 90. Đó, mọi người thấy bữa nay là biết cái tuyến đường nó ra sao rồi ha. Cao tốc đấy, đây đang trên cao tốc nha mọi người. Dạ, chút mới. Nữa là kiếm chỗ quay đầu lại nè, quay ngược lại cái nữa cho mọi người xem nè. Đây này Tiền Giang. Đường mới chát đã ha. Đẹp quá không? Ừ. Đó, hướng này là cái hướng đi Sài Gòn nha mọi người. Đó, từ trên đây đi lên tới Sài Gòn nha. Đó, còn cái hướng đây thì đi về miền Tây nè, đi về An Giang, Kiên Giang nè, An Giang chạy ngang là tuyến đường này là chạy ngang Vĩnh Long, Đồng Tháp nè, rồi An Giang đó, nghe không, Long Xuyên rồi đó. Đó, cái cầu thì nằm mị ở dưới kia nha, mặt đường thì rất là ngon lành luôn mọi người đó. Hành lang nè rất là đẹp luôn, nghe thấy không. Nó buổi chiều thì có mặt trời hoàng hôn nha, đó, rất là đẹp nha. Đó, như là cái tia laser ra nè mọi người, đã không? Đó, xe chạy nè. À, được chạy là 90, 60. Thì có tốc độ là báo cho quý cô chú chị biết là đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là một bên ngoài là 90, trong là 60 nha. 90, 60. Còn ở trên cầu thì cho 80, 60 à. Đó, thấy cái đường đã không? Đó, thì cái cầu này mình nhìn rất là đẹp nha mọi người. Ở đây chân chỗ cái làng dừng nè. Đó, còn treo cờ nữa nè, thấy không? Đó, bên đây thì ruộng của người ta nè. 90 nha cả nhà. Đó, thì có xe của người ta đi lai gai nha mọi người. Mới cho chạy hồi 7 giờ ngày hôm qua. Khích vô, khích vô. Đây là một đường bên kia là 90, trong đây là 60. Đó, hai lane nè mọi người. Đó, đường mới có xe chạy rồi. Đó. 90. Đường hẳn gan luôn. Đó, người thấy rất là đẹp ha. Ngon lành. Cái cầu thì nó nằm hướng dưới kia nha mọi người. Kiên Giang luôn đó, An Giang luôn. Ừ. Hình như là qua Cần Thơ rồi được luôn đó. Ừ, qua Cần Thơ được. Hậu Giang nào bên đó đó, là tùm lum đường hết trơn đó. Nghe thấy không? Ừ. Rồi cái đường này bây giờ lên cầu lại đang đi về An Giang nha mọi người. Đó, qua cầu lại. Chạy lên nữa rồi. Chạy lên nữa rồi. Hả? Chạy lên nữa rồi. Chạy ngồi chắc tới thành phố à. Chạy lên nè. Rồi cái đường này là đi xuống An Giang mọi người, qua Đồng Tháp, An Giang, cầu Tràm Cống nha. Đó, thì trước mặt mọi người là cái cầu trước nè. Hai cái cầu nằm song song luôn nha. Đó, cái hướng này mình chạy là trên Sài Gòn chạy về. Đó, là qua cầu Mỹ Thuận 2 nha. Qua cầu Mỹ Thuận 2 là lên qua Vĩnh Long rồi Đồng Tháp rồi tới cầu Tràm Cống đó. Mọi người thấy cái tuyến đường không? Rất là đã ha. Mới chát luôn. Đó, hai cái cầu nằm song song ở trước mặt đó ha mọi người, thấy không? Cầu rất là đẹp nha. Đó, xe thì bây giờ lưu thông lai gai rồi nè. Đó, mọi người thấy chạy không? Chạy im gu luôn. Đường bóng á. Gần tới cầu nha mọi người. Hướng này là hướng Sài Gòn chạy về nha. Đó. Chuẩn bị lên cầu lại. Bị lên cầu lại rồi đó. Đó, mọi người thấy xa thấy cái cầu hai chu cầu trước không? Cầu trụ cầu rất là bự nha mọi người, rất là đẹp luôn. Bốn trụ cầu nằm song song luôn rồi, thấy chưa? Đó, bốn trụ cầu đó. Hai bên hai cái cầu Mỹ Thuận 2 này nhìn thấy nó bự, nó dữ dằn hơn ha. Lớn hơn.
trụ bự, dây nhiều hơn nữa. Quá trời dây luôn, người dây bự bự không. Đó, cái cầu Mỹ Hưng đầu tiên đó mọi người. Đó, bên kia ha, còn cái cầu Mỹ Hưng 2 là bên đây. Nhìn nước ngoài luôn ha. Cảnh nó rất là đẹp luôn. Chạy vòng lên hướng này. Đặc biệt là cái đường này là đường cao tốc mọi người, chỉ có cho xe bốn bánh chạy thôi nha. Xe lớn chạy thôi. Chứ xe máy là không có được vô. À chưa. Giờ là đang lên cầu nè. Xuống cái dốc là tới cầu rồi đó, lên cầu đó. Lên cầu và đi qua Cần Vĩnh Long, Cần Thơ rồi Đồng Tháp nha. Đi tùm lum ngã chứ nha mọi người. Đó, người thấy chưa? Rất là đẹp. Đường mới chát luôn. Sát bên luôn. Cái cầu mới đẹp hơn. Cầu mới nhìn nó bự ha, quá trời bự luôn. Đó, cây mới cây cũ đó. Đó, quốc lộ 80 nè, thành phố Sa Đéc nè, thành phố Vĩnh Long nè. Đó, thấy không? Đó, cái cầu nhỏ bên đây nè, đó cầu nhỏ nó thấy chưa? Còn bên đây cầu bự nè, đang lên dốc là cầu bự nè. Tết năm nay cũng sợ bị kẹt đường này. Đường là không hả mọi người. Cầu này tới là 3 chiều đó nha. Một bên là 3 làn đường, hai bên là 6 làn đường. Lên dốc nè. Lên dốc rất là đã nha. Im ghe luôn, bóng hới luôn. Xe chạy bong bong luôn. Đẹp quá. Rất là đẹp nha mọi người. Dây màu xanh đẹp không? Về nha mọi người, Sài Gòn về nha. Đây, tài xế nào chạy ngang cầu này cũng cười mỉm mỉm cho mọi người. Vui. Và xe ta đậu đây nữa nè. Đậu được hả? Ở đó, đậu được đó. Mình đậu đi. Mình đậu chút xíu coi. Xuống xíu dưới chút đi. Chắc đậu chỗ này chính đó, đậu đây. Ừ, chụp ảnh. Đậu đây đi, đậu đi một chút coi. Cầu mới đi trải nghiệm mà.